Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Manchester City, Man City, đang chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều thách thức đang chờ đợi. Sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League cách đây chưa đầy 2 tháng, Man City bước vào mùa giải mới bằng việc tham dự trận Community Shield, một trận đấu truyền thống giữa nhà vô địch ngoại hạng Anh và nhà vô địch FA Cup. Trận đấu với Arsenal tại Wembley đánh dấu sự khởi đầu của họ trong mùa giải mới. Tuy nhiên, lịch trình của Man City không hề dễ dàng. Ngày sau trận Community Shield, họ sẽ phải đối đầu với Burnley vào tối thứ Sáu, trước khi lên đường tới Athens để tranh siêu cúp châu Âu với đội bóng Sevilla. Đây là một lịch trình đòi hỏi sự tập trung và thể lực cao của các cầu thủ. Vào tháng 12, Man City cũng sẽ tham dự FIFA Club World Cup do Saudi Arabia đăng cai. Đây là giải đấu quốc tế danh giá, và Man City dự kiến sẽ thi đấu ít nhất 2 trận tại giải đấu này. Tuy nhiên, lịch trình tấp nập này khiến huấn luyện viên Pep Guardiola cảm thấy lo ngại về tình trạng kiệt sức và chấn thương của các cầu thủ. Pep đã lên tiếng than phiền rằng lịch trình quá dày đặc, chỉ để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi chưa đầy 2 tuần sau mùa giải trước. Ông cho rằng điều này có thể gây hại về tinh thần và thể chất của đội. Một số cầu thủ của Man City như tiền vệ Rodri đã thi đấu tới 68 trận trong mùa trước cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, và điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ trong mùa giải mới. Pep Guardiola cũng lưu ý rằng điều kiện thi đấu khắc nghiệt như ẩm ướt và nóng nực cùng với sân bãi không đảm bảo cũng làm tăng nguy cơ chấn thương cho cầu thủ. Ông lo ngại rằng đội bóng sẽ mất động lực chơi bóng và không thể thể hiện được hết tiềm năng trong điều kiện này. Bên cạnh đó, từ mùa giải năm 2024 đến năm 2025, FIFA Club World Cup sẽ được mở rộng để đón nhận sự tham gia của 32 đội và giải đấu này sẽ tổ chức tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc lịch trình của các đội bóng như Man City sẽ càng trở nên căng thẳng và phức tạp hơn nữa. Trong bối cảnh này, huấn luyện viên Pep Guardiola cần đưa ra những quyết định hợp lý về việc quản lý lực lượng và lịch thi đấu để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất tốt nhất cho các cầu thủ trong suốt mùa giải.